Cứ yên tâm, tất cả mọi thứ là anh lo hết rồi. Bây giờ là em cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Giấy tờ mọi thứ là xong hết rồi. Ừ, chút xíu nữa anh sẽ chạy qua em. Yên tâm nha. Không có gì đâu. Em cứ khách sáo hoài. Anh cảm ơn em mới phải đó. Rồi, ok. Rồi. Trời đất ơi, mày láo gì vậy? Láo gì? Láo gì đâu ba. Có, tại con uống nước cái nghe ba nói chuyện. Ủa mà ba nói chuyện với ai mà sao ngọt ngào quá vậy ba? Thì nói chuyện với đối tác. Đối tác hả ba? Ừ. Dạ, đối tác mà nói chuyện ngọt ngào chắc đẹp lắm hả ba? Ừ, đương nhiên rồi. Mà đối tác của ba toàn là những người, nói chung là những người thành đạt, văn minh, cư xử rất là đàng hoàng. Chắc chắn là vừa giỏi vừa đẹp vừa sang trọng vừa quý phái nữa. Chứ không phải như... không phải như con. Trời ba, con là con của ba luôn mà. Ba nỡ nào ba nói con vậy ba? Như con là sao con? Con cũng giỏi, con cũng đi làm đàng hoàng mà ba. Nhưng mà cá tính con rất là mạnh. Phụ nữ ở thời buổi này mạnh mẽ là điều đương nhiên. Nhưng mà con quá mạnh, chính vì quá mạnh cho nên đàn ông không thích đâu. Con muốn tôi thành của cậu không? Này, bà dạ dạ, coi chứ. Đó, thấy không? Sang trọng quý phái. Áo dài trắng nữa. Ừ. Ủa? Này là cô Liễu. Đúng rồi, đối tác của bà. Rồi người đàn ông. Ủa vậy là cô có chồng rồi hả bà? Thì đúng rồi. Ủa, có chồng mừng quá. Trời, con làm với ba làm sao á. Đây nè, cổ nhờ ba làm giấy tờ để cho cổ qua bệnh với chồng của cổ. Cổ sẽ ở bên đó 6 tháng. Giấy tờ ba đang hoàn tất cho cổ xong hết trơn rồi. Thì có chồng cũng mừng. Nhưng mà con nói gì nói nha, ba làm gì thì cũng phải nhanh lẹ chứ, còn nhây nhưa thì khó mà qua ải của mấy cái người mà đó, nhìn là thấy là gái già lắm chiêu rồi đó. Thôi đi cô, cô làm với ba cô là đụng đâu bậy bạ đó vậy đó. Dù gì cũng lớn tuổi rồi, con làm như ba ngon lắm vậy đó. Trời, con nói thiệt á, ba con coi vậy chứ là phong độ lắm á nha. Ba không biết thôi chứ ở hả công ty nha, biết bao nhiêu người hả là ngưỡng mộ phó giám đốc Phi Long. Trời ơi, ba phải cẩn thận đó nha. Đừng ở ngoài thôi, người ta đã bục nhà có thiên là vậy đó. Chứ phải chi mà vợ của ba là má của con á, mà đều nghĩ tốt cho ba giống như ngoài người ngoài đường á, ba đâu có buồn. Ba, không lẽ ba tính giận mẹ hoài hả? Con thấy mấy hôm nay nha, mẹ suy sụp tinh thần lắm á. Con không biết là ba mẹ có chuyện gì mà không mấy ba nói cho con biết được không? Con là con gái lớn trong nhà, ba cố giấu gì? Thật sự ba rất là buồn mẹ con. Mẹ con có những cái cư xử không có đúng. Dù gì thằng Phi Lâm cũng là máu mủ của ba mà. Dạ, thì ba cũng biết tính mẹ, mẹ hay bổ bả như vậy. Nhưng mà mẹ là mẹ biết sai rồi ba. Tại vì mấy hôm nay con thấy mẹ buồn lắm. Ba biết tính mẹ, mẹ ngại mở lời xin lỗi đó. Tính mẹ nào vợ cái nương mẹ cao lắm. Không mấy giờ con qua nhà Phi Lân. Rồi con khuyên nhủ em, kêu em về đây ở. Rồi ba bỏ qua cho mẹ được không? Phi Lân không có về nữa đâu con. Không về luôn hả? Rồi nếu như Phi Lân nó không về, ba tính làm sao? Cái Phi Lân nó cần bây giờ đó là tình cảm gia đình. Trong khi tụi con ở đây cũng lớn hết rồi, tụi con có thể tự chủ được bản thân của mình. Nhà bà nội cũng gần nữa, rồi mẹ con trong nhà nữa, chạy qua chạy lại nó cũng có được cái gia đình đầm ấm con à. Chứ Phi Lân nó có một mình à. Nhưng cho mà nên là ba đừng nói với con là ba. Chắc vậy quá. Ba muốn qua ba ở với nó để bù đắp tình cảm gia đình. Bao nhiêu lâu nay nó đã thiếu thốn cái tình cảm đó rồi. Nhưng mà con biết á là ba thương Phi Lân. Nhưng mà ba mà làm như vậy á, rồi á tự nhiên hả người ngoài người ta nhìn vô, người ta đã biết là ba mẹ bỏ nhau, rồi á người ta cười gia đình mình sao ba? Cái ba cần giải quyết bây giờ đó là tình cảm giữa Phi Lân và ba. Còn người ngoài kệ họ.
Thôi mà... ba tính vậy rồi đó, bây giờ ba lên ba sửa soạn ba đi công chuyện đi. Sao được, tự nhiên bây giờ vậy rồi ba mẹ rồi. Ơi ba tính vậy sao được rồi, cái chuyện này lộ ra ngoài rồi, rồi bạn bè con nhìn vô con rồi. Trời ơi. Trời rơi xuống không hiểu nổi luôn, bây giờ bỏ ba đứa con ruột của mình hay sao hả? Đối xử tệ như vậy đó hả? Chồng gì kỳ cục vậy? Kỳ cái gì, con nói thiệt với mẹ, con nghe con tức á, tức chứ tức mẹ chứ không phải con tức ba đâu. Cái gì vậy? Con nói thiệt, bây giờ mẹ con đánh con cũng nói nữa. Nói cái gì? Đối với mẹ thằng Phi Lân á là đứa con trên trời rơi xuống, nhưng mà đối với ba nó là một đứa trẻ rất là đáng thương, nó thiếu thốn tình cảm đó, cho nên là ba mới thương nó, ba lo cho nó. Mà tự nhiên bây giờ mẹ đối xử với nó như vậy á, bây giờ nó ra ngoài rồi, con thấy tình hình á là ba đó, là ba muốn ra ngoài với nó. Bây giờ mẹ mà không nguôi đi là đó, ba đi một đường đó chứ không có về đâu. Thì mẹ cũng đâu có muốn như vậy, mẹ chỉ lỡ lời thôi. Mà làm cái gì ổng phải biến cái sự việc nó nghiêm trọng lên như vậy? Con đâu có biết đâu, nhiều khi tức nước dở bờ sao. Tức cái gì? Ba nhịn lâu rồi, mẹ cứ được đằng tới thì bây giờ ba giận luôn rồi đó. Bây giờ Phi Lân qua bên đó mẹ tính sao? Đừng có học, kêu tụi đi qua bệnh năng này nhóc đó, đừng có mơ. Sao? Rồi bây giờ mẹ nhất quyết vậy luôn. Ừ. Rồi giờ ba một đằng, mẹ một nẻo, là gia đình mình banh đó. Thì banh thì banh. Mới alo. Rồi rồi, mẹ yên tâm, con chắc chắn với mẹ con sẽ dụ dỗ Phi Lân về nhà của mình được. Bây giờ công việc của mẹ ở nhà làm cái gì, mẹ chuẩn bị phần thưởng cho con đi nha, thưởng lớn nghe không? Mà nói nghe nè, chút xíu nữa mẹ đừng có gọi con nữa nghe, lỡ khi con đang nói chuyện với nó mẹ gọi một cái rồi nó biết con là gián điệp rồi sao? Ok mẹ. Ủa? Dạ. Lân. Nay em quên nấu cơm. Thôi, chị ăn đồ bánh mì nha. Trời ơi. Ôi trời ơi, cái mặt kìa xanh xao. Trời ơi, nhìn em đi khỏi nhà có mấy ngày thôi mà nhìn em không có sức sống luôn á. Bởi vậy chị nói á, xa rời vòng tay của gia đình, xa rời cái sự chăm sóc của chị là nhìn em á xuống sắc trầm trọng. Không có được Phi Lân ơi, bây giờ nha em phải gấp rút em về nhà liền đi. Chứ thiệt nhìn em vậy chị xót lắm, em phải về nhà. Chị là chị của em, chị nhìn em vậy làm sao mà chị chịu nổi, em phải về chị chăm sóc cho em. Gì vậy? Ồ, chị ổn không? Chị ổn mà. Sao em thấy chị hôm nay không ổn lắm? Đâu, chị bình thường mà. Tại bình thường một người chị mà không làm gì hết, nay tự nhiên qua thăm em bằng em. Có vấn đề gì đúng không? Mà ngộ lắm. Đáng lẽ thì chị qua thăm em là chị phải mua đồ ăn cho em, chứ sao em phải mua đồ ăn cho chị? Trời ơi, em ơi, tại nãy chị đi gấp quá cho nên chị quên. Nhưng mà em thấy không, đó, đó, em qua em xa rồi, gia đình ăn bánh mì, ăn khô như vậy đó, làm sao mà có chất dinh dưỡng. Em phải về nhà đó, chị có cơm nè, canh rồi cá thịt đầy đủ cho em. Nghe lời chị đi, em phải về nhà đi. Chứ cái đằng này em cứ lì lì phải không? Thôi được rồi, mấy chị dọn qua đây chở luôn đó. Thôi chị bình tĩnh này chị. Chị đừng có nói vậy, em có nằm mơ em cũng không nghĩ là chị qua đây chị gặp em luôn á. Nhưng mà cuộc sống của em đang ổn định lắm, làm ơn đừng có qua đây làm xáo trộn nó lên nha chị. Xáo trộn gì, xáo trộn cái gì? Bây giờ chị hỏi em là em chọn con tim hay là em nghe lý trí? Là ý của chị là chọn bên đây hay là bên bển á hả? Ừ, một là em dọn đồ về bên đó, còn hai, 1 phút 30 giây là có người quăng đống đồ của chị qua bên đây. Chị ở bên đây chị phải chăm sóc cho em. Chị ở bên đây chị ở dai đó mà. Thôi được rồi. Chị, em sẽ về. Chứ chị mà dọn qua đây là em đi bụi luôn á. Đi bụi cái gì? Vậy mới là đứa em ngoan của chị. Về nhà không có mì đâu, có cơm, canh, thịt cá đàng hoàng. Với lại em mà lì á, là chị giữ cái này luôn đó nghe không? Tôi hoài, người ta mà đi nghe
đang đứng ngoài cửa mà cười kiểu đó, người ta nói bà khùng đó, hiểu không bà? Kệ, ai nói con khùng cũng được. Nhưng mà con nói mẹ nghe nha, kỳ này mẹ phải thưởng lớn cho con nha. Bởi vì sao? Con gái của mẹ đã thuyết phục được Phi Lân rồi. Nói trong ngày mai thôi, Phi Lân sẽ bước chân về cái nhà này. Trời ơi, mẹ thấy chưa? Nhiều khi mẹ nói trời, suốt ngày mẹ chiều con ế chứ, xin lỗi mẹ nha, mấy đứa ế chứ nó giỏi lắm á nha. Em mới ngộ nha. Bình thường á, Phi Lân đâu có ưa gì chị đâu. Tự nhiên bữa nay thuyết phục được hay quá vậy. Ờ, nhỏ hay nè. Bởi vậy á, phụ nữ hơn nhau là ở cái đầu. Tại vì chị thông minh, chị giỏi cho nên chị thuyết phục được Phi Lân. Nói cho cũng khó khăn lắm, nó kêu nó về được nó nha mẹ. Ừ, để coi. Thưa mẹ. Chị biết gì chưa? Gì á? Chị Lan thuyết phục được Phi Lân về nhà rồi á. Cái gì? Ủa? Có nhầm lẫn gì không vậy? Ủa nhầm lẫn gì? Có em á, tại vì á em bận mang bầu quá cho nên em đâu có biết tình hình nhà này. Đó, chị thuyết phục được Phi Lân rồi. Ngày mai về đây. Ủa, hồi nãy Phi Lân gọi điện thoại em, nói là chặn số điện thoại chị rồi, sao chị gọi được? Ủa? Em còn định gặp chị để hỏi coi hai người nói chuyện với nhau mà xảy ra chuyện gì vậy? Khoan, mẹ bình tĩnh, con gọi nè. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cái bà này ngộ ghê, tự nhiên nó không liên lạc được mà. Đó, là lanh quá mà. Ủa, nhưng mà Phi Lân nó còn nói cái gì nữa không? Nó còn nói là nó đã thay ổ khóa rồi. Bây giờ bà chị còn làm phiền qua kiếm nó nữa là nó sẽ báo công an, không ấy nó dọn đi chỗ khác đó. Nó dám nói vậy luôn hả? Sống ở trong căn nhà này mà tại sao rành chuyện người ngoài quá vậy ta? Dạ, mẹ, tại con định gặp Phi Lân để nói chuyện, hỏi thăm coi tình hình sao thôi à. Con đâu biết là mẹ xem Phi Lân là người ngoài đâu. Không phải là người ngoài, mà là con của người thứ ba. Tôi nói lộn chút thôi mà. Mà nè, đừng có đem cái chuyện này đi nói cho ba của mấy người biết. Mắc công là hình ảnh người phụ nữ nhân hậu như tôi trong lòng của ổng á bị sụp đổ, hiểu chưa? Mẹ nói gì vậy? Bây giờ hình ảnh của mẹ trong lòng ba cũng đang tan tành lắm rồi mà. Mày im đi, mày im đi.